Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với shop Kung Fu của Toản. Hôm nay Toản có một số đơn buôn Vĩnh Phúc và Đoản Côn đi các tỉnh thành. Hôm nay mình nhân dịp đây thì mình giới thiệu luôn cái sản phẩm của mình nhé. Thì đây là của bạn Phan Lê Anh Nhật. Bạn ấy ở Cà Mau, huyện Thới Bình, Cà Mau. Thì có đặt mình là đặt côn nóc xoắn. Thì loài này có hai đầu trục xoay ở trên và ở dưới hết nhé các bạn này. Các bạn xem bộ xoắn nó này. Đây, chống trơn luôn nhá, xoắn thì chống trơn nhá, mà vừa đẹp khi mà chúng ta tập luyện và biểu diễn nhá. Đây. Nguyễn Anh Tuấn ở xã Đắc Cấm, thành phố Kon Tum, ở côn inox lắp gậy. Cái côn này thì nặng lắm nha các bạn, nặng 520g, tức là 5 lạng 2 nha các bạn. Dây xích rất chỉ là to, cùng hai đầu trục xoay luôn các bạn. Đầu nào cũng xoay được, đầu nào cũng trục xoay được. Đấy, nào cũng xoay được nhé các bạn. Đấy, vừa tập luyện vừa biểu diễn mà các bạn có thể mà thực chiến được khi mà chúng ta lắp thành gậy. Để chúng ta thành đoạn côn nhé. Bạn Phạm Văn Điệp thì bạn này là khách quen của mình rồi, mua đoạn côn. Đây là đoạn côn đây. Đoạn côn trong mây nhé các bạn. Đây. Đoạn côn trong mây. Đoạn côn trong mây này thì 160.000 một cặp. Hai cặp 3.2. Còn cái này là 250.000. Còn cái cây này là 500.000. Miễn ship toàn quốc luôn nhé các bạn. Đây mới gọi là đơn đặc biệt này. Anh Vi Văn Thân này, anh cứ đòi là bao vỏ bao cát của anh loại 1 mét nhé, nhưng mà cứ đòi là xin đỏ dưới đen, cứ phải đỏ đen mới chịu. Đỏ đen mới chịu, cứ bảo sẽ cho anh chứ loại đỏ đen nhá. Đây vỏ bao cát này dài 1 mét nha các bạn. Các bạn mua về có thể tự dồn bằng cưa gỗ, là bột gỗ, và thứ hai nữa là vải khô cắt nhỏ, hai cái đó các bạn có thể dồn nhé. Đây kém nhất chắc chắn nha, các bạn treo lên các bạn không lo bị đứt này, không lo bị tuột nhá, không giống như một số dây dù yếu yếu này treo về nó quá là nó đứt nhá. Đây là côn Vĩnh Phúc. Riêng thị trường ngoài Hà Nội cũng có rất nhiều chỗ bán mà thường hay mua với mình chia sẻ thật. Ở Hà Nội thì không thiếu gì phải chạy vào Sài Gòn đi mua đồ tập võ, nhưng mà thật sự ra là không biết là như ở ngoài kia như thế nào, nhưng mà đa số là hay mua với mình Hà Nội á. Những bạn nào chắc chắn là đang xem video này, các bạn biết là một số bạn ở Hà Nội rất nhiều hay mua với mình, mà sản phẩm ở Hà Nội thì không thiếu cái gì hết, Hà Nội cái gì cũng có, mình cũng thấy bất ngờ. Sao ở Hà Nội là như vậy mà vẫn hay mua hàng với mình, mà trong khi đó chắc sản phẩm nó phải có cái gì đó, là sản phẩm của Toản thì chắc chắn nó phải đảm bảo uy tín và chất lượng, thì khách Hà Nội nhiều như vậy cũng mua với mình, mà đa số ngày nào cũng có đơn Hà Nội nha các bạn. Là côn inox rút gọn nhé, nó là 28 cm, đầu trên đầu dưới là 28 cm nhé. Khi thu gọn lại nó còn 14 cm. Dây của nó rất dài. Dây của nó là khi mà thu gọn lại thì còn cái khúc này là còn 15 cm. Còn cái khi mà các bạn cái dây của nó là làm để mà thực chiến đánh cho nó xa hơn thì dây nó dài là 18 cm nhé các bạn. Từ dây đầu này qua đầu kia là 18 cm nhé. Và được tặng kèm cho túi nữa. Mình ngoài ra mình còn rất nhiều các dòng côn thì cũng khác nhau nữa, nhưng mà hôm nay mình chỉ nói về đơn hàng của ngày hôm nay, là đơn hàng của Toản ngày hôm nay. Thì mình cũng nhân dịp đơn hàng hôm nay thì mình cũng giới thiệu qua luôn thì một số sản phẩm là như vậy, nhất là đoạn côn song mây 160.000 một cặp nhé, nhưng mà một cây nhé. Đây là côn Vĩnh Phúc inox xoắn mua để xét. Đây này là loại lắp gậy này. Đấy.
Đây, các bạn có thể bạn làm bằng 100% inox nhé, cái gì lệnh đời. Còn đây là vỏ bọc cát 1 mét. Thì những bạn nào mà mua côn hoặc mua dụng cụ tập võ thì cứ trực tiếp liên hệ với Toàn, số điện thoại Toàn có để trên màn hình. Và các bạn có thể là kết bạn Zalo và Facebook với mình luôn. Zalo của mình sẽ để bên dưới phần mô tả video, và Facebook của mình cũng để bên dưới luôn cho các bạn xem và vào luôn nhé. Đường link vào Facebook, đường link vào Zalo cho các bạn xem. Và những bạn nào có thể là muốn trò chuyện với mình và tư vấn thêm nữa thì các bạn cứ kết bạn Zalo và Facebook để nói chuyện với mình để mình tư vấn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những sản phẩm mới nhất.